Xin chào tất cả các bạn. Đây là một ngôi nhà cũ và sơn lại, sử dụng thương hiệu sơn Kisona. Đây là thương hiệu sơn Kisona. Và ngôi nhà cũ thì đây là đã qua hai lớp lót và một lớp màu mà màu sắc lên đẹp như thế này. Ngôi nhà hôm trước là sử dụng sơn màu vàng, hôm nay chuyển qua màu trắng. Đây là dòng sơn nội thất. Ở trong nhà là mình sử dụng dòng nội thất sơn bóng. Sơn bóng là dạng tầm tu của Kisona. Các bạn có thể xem qua. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn là quy trình để sơn lại nhà cũ nhé. Đầu tiên để sơn lại nhà cũ thì mình phải là xả nhám thật kỹ cái lớp sơn cũ. Ở ngoài này là quy trình nó còn xả nhám. Đây là mọi người đang còn xả nhám. Sau khi xả nhám xong thực hiện là mình thực hiện lót ít nhất là hai lớp lót, và lót xong thì mình mới bắt đầu phủ màu lên. Và như ở đây là lót thì ở phần trên như đã chảy hai lớp lót và một lớp phủ màu, còn ở dưới này là bắt đầu ở đây là lớp lót đầu tiên cả nhà, ở dưới thì mới chảy một lớp lót thôi. Còn ở bên kia là chủ nhà xây thêm cả nhà nhé. Xả nhám này mình có thể dùng giấy nhám hoặc là máy xả thật kỹ. Ép lên hết luôn đi. Đây nha cả nhà nhá. Đây là xả nhám. Mình dùng máy mình xả thật kỹ cái lớp sơn cũ đi. Thì cái lớp lót mới vào thì nó mới tốt được. Ngày trước là mình người ta thường hay sử dụng là sơn dòng sơn mịn. Nói chung là dòng sơn mịn nó cũng tốt thôi, xả nó cũng đơn giản. Còn các dòng sơn bóng ấy, dòng sơn bóng mới là xả khó. Đấy sơn mịn này. Ngày trước là dùng cái loại rẻ tiền thì mình cà thế này thì nó ra các bạn cả nhà này. Còn dòng cao cấp như bên mình thì cà thì không thể nào ra được. Chưa ăn cơm quán. Đấy, một ngôi nhà sẽ thay đổi màu sắc cả nhà nhé. Đây là ngôi nhà cũ này. Ngôi nhà cũ với màu vàng như thế này. Khi sơn lại thì rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn phần trên này. Đấy. Như nhà mới xây luôn cả nhà nhá. Màu sắc rất là đẹp. Rất là tuyệt vời nhá. Này. Như mới xây. Như lâu đài mới xây luôn. Thương hiệu sơn Kisona cả nhà nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.